Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin tức Sài TV của chúng tôi. Chương trình thời sự của chúng tôi hôm nay xin tiếp tục gửi tới quý vị những diễn biến căng thẳng tình hình chính trị tại Campuchia khi vào tối hôm qua. Quân Khmer tự do đã tấn công cho phá hủy một kho vũ khí khủng và một nhà máy nghiên cứu vũ khí sinh học đặt tại tỉnh Kompong Bong Chư Bưu tại Campuchia. Vụ việc trên một lần nữa giáng một đòn chí mạng vào sự hồng hách và kiêu ngạo của Tập Cận Bình và Thủ tướng Hun Sen. Khi cứ nghĩ rằng mình đang có sức mạnh vô địch nên thường hành sự bất chấp mọi hậu quả. Diễn biến của vụ việc này ra sao? Xin mời quý khán thính giả theo dõi bản tin nóng của chúng tôi. Kính thưa quý vị, tại Campuchia thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các sự cố nghiêm trọng. Trung Quốc và chính quyền Campuchia nghi ngờ rằng Mỹ hoặc Việt Nam đứng đằng sau hậu trường. Đối với những sự cố này, Điều này làm cho quân đội của Campuchia và Trung Quốc đã liên tục nâng mức cảnh báo sẵn sàng chiến đấu, bởi trong thời gian qua, hệ thống đường ngầm sản xuất tên lửa của Trung Quốc cho đến nhà máy hạt nhân đang xây dựng đều bị tấn công. Những sự cố kỳ quái này liên tục xảy ra, theo báo cáo của giới truyền thông đã có hàng chục sự cố ở Campuchia trong những tháng gần đây, bởi trong thời gian qua khi Trung Quốc đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế về mọi mặt. mặt thì Tập Cận Bình và giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc có khuynh hướng chuyển hướng và tập trung nhiều toàn tính vào các mục đích quân sự tại đất nước Campuchia để tránh sự chú ý của vệ tinh do thả Mỹ cũng như các nước có liên quan. Bởi giờ đây Trung Quốc đã sử dụng Campuchia như là một nơi thử nghiệm cũng như là một vùng đất tự trị của mình. Vì Hun Sen giờ này đã bị lệ thuộc hoàn toàn và bị Trung Quốc khống chế ở mọi lĩnh vực. Kính thưa quý khán thính giả, vào tối ngày hôm qua, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại kho vũ khí ở căn cứ quân sự tại tỉnh Công Bong, Chư Bư. Những tiếng nổ liên tiếp vang trời với các loại vũ khí và chất nổ chứa bên trong làm cho náo động cả một vùng trời rộng lớn. Người ta chứng kiến nhiều dòng người và xe cổ vội vã tháo chạy vào giữa đêm vì họ lo sợ không biết chuyện gì đang xảy ra. Theo các nguồn tin đáng tin cậy mà chúng tôi có được là có khoảng 10 người lính Campuchia đang làm việc tại đây đã bất ngờ nổ súng tấn công bắn vào 6 lính canh gác của Trung Quốc và Campuchia trước khi đặt chất nổ cho nổ tung nhà máy vũ khí này. Vào thời điểm hiện tại lúc đó chỉ có lính canh gác, vì phần lớn lính tại đây đều đã ngủ say. Một cuộc chạm tràn, tràn quyết liệt đã xảy ra sau đó đã làm cho hai người lính Campuchia nổi dậy bị thiệt mạng trước khi số còn lại cướp được xe quân sự và tàu thoát. Mọi người lính này được biết là được quân đội Khmer tự do trong một thời gian với nỗ lực mua chuộc và thuyết phục. Mười người lính này hợp tác với họ để chống lại nguy cơ Campuchia bị biến thành một bãi rác chiến trường cho người Trung Quốc thử nghiệm và lợi dụng, và để chống lại sự độc tài chuyên chế của Thủ tướng Sen đang làm cho đất nước ngày càng bị hàn hóa, và 10 người lính này đồng ý nhận lời cùng kết hợp thực hiện kế hoạch tấn công trên. Kính thưa quý khán thính giả, trong lúc này bốn chiếc máy bay tiêm kích của quân Khmer Tự Do cũng đã xuất hiện và nhanh chóng phóng hàng loạt quả tên lửa xuống mục tiêu, trong đó chúng có cả một nhà máy nghiên cứu sinh học đang được xây dựng từ Giang, như Kiểu viện Nghiên cứu sinh học Vũ Hán, nhiều tai tiếng mà đã bị thế giới lên án từ thời gian qua và làm cho bao nhiêu người mạng người vô tội phải trả giá. Từ nơi đây, nhưng bản chất cộng sản cùng màu bá quyền của Tập Cần Bình vẫn không từ bỏ giá tâm làm bá trụ thế giới trong việc gieo rắc sự hãi và chết chóc cho người khác. buộc người khác phải cúi đầu khuất phục bằng việc tiếp tục đầu tư và nghiên cứu vũ khí sinh học tại Campuchia mà trong thâm tâm của Tập Cần Bình và giới lãnh đạo của Trung Quốc là có thể nhanh chóng làm suy yếu và tiêu diệt kẻ thù mà không cần dùng đến các loại vũ khí tốn kém khác. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính. Cuộc tấn công này của quân Khmer tự do đã phá hủy hoàn toàn công trình này cùng với hơn 100 lính của Trung Quốc và Campuchia đang đóng tại đây, bị thiệt mạng và bị thương. Trước khi phiếu của Campuchia kịp bắn hạ một chiếc máy bay tiêm kích của quân Khmer tự do, làm cho hai phi công trên máy bay hy sinh, ba chiếc còn lại đã kịp bay về nơi an toàn trong bầu trời đêm. Cơ quan chức năng hai nước Trung Quốc và Campuchia đang khẩn trương điều tra sự cố mới nhất này. Vụ việc đang làm cho Hun Sen và Tập Quân Bình mất ăn mất ngủ. Diễn biến vụ việc này tiếp theo ra sao? Chúng tôi xin mời quý khán thính giả tiếp tục theo dõi khi chúng tôi có được những thông tin mới nhất. Sau đây mời quý vị tìm hiểu về những toan tính trong chính sách nước đôi của Trung Quốc với các nước ASEAN, trong đó có Campuchia. Mời quý khán thính giả lắng nghe. Trung Quốc thi hành chính sách nước đôi với ASEAN ngoài mặt tuyên bố tăng cường hợp tác và đóng góp tích cực cho trật tự khu vực theo sự điều phối của asean nhưng thực chất mong muốn xác lập một quỹ đạo riêng khu vực đông nam á đang ngày càng trở thành điểm nóng cạnh tranh ảnh hưởng chiến lược của các cường quốc khu vực và liên khu vực như trung quốc nhật bản hàn quốc ấn độ nga mỹ úc và sắp đến là xuất hiện tăng cường các cường quốc ở châu âu như anh pháp đức do hậu thuẫn chính sách đảm bảo an ninh hàng hải do mỹ phát động trên biển đông trong đó cạnh tranh mỹ trung được xem là có vai trò chủ chốt giúp định hình nên các làn sóng hợp tác và đối đầu ở đông nam á trung quốc ngoài mặt đều tuyên bố tôn trọng trật tự đang có trong khu vực với trọng tâm điều phối mọi hoạt động thuộc về hiệp hội asean nhưng bản chất các chính sách hợp tác đều nhằm đến cách tiếp cận đặc trưng của chính trị cường quốc kết hợp với học thuyết về sức mạnh biển nhằm phân chia asean thành các nhóm nhỏ có định hướng phát triển và lợi ích riêng biệt với cả hiệp hội từ đó định hình nên hệ thống và vành nan hoa theo quỹ đạo và các vành đai kinh tế lệ thuộc từng phần vào Trung Quốc. Nói cách khác, Trung Quốc đang thi hành chính sách nước đôi với ASEAN, ngoài mặt tuyên bố tăng cường hợp tác và đóng góp tích cực cho trật tự khu vực theo sự điều phối của ASEAN. Nhưng thực chất đều mong muốn xác lập một quỹ đạo riêng của mỗi nước, để rồi từng bước chuyển hóa quan điểm trung lập của Hiệp hội ASEAN từ bên trong. Cụ thể có thể nhận thấy cách tiếp cận nước đôi của Trung Quốc khi phân tích làm rõ sự khác biệt giữa những lộ trình đưa ra trong các tuyên bố chung với Hiệp hội ASEAN trên tinh thần đôi bên cùng có lợi trong so sánh với các bước triển khai hợp tác trên thực tiễn, mang nặng tính Trung Quốc hòa thông qua phương thức hợp tác. Ba điều kiện tài chính Trung Quốc, công nghệ Trung Quốc và nhân công Trung Quốc trên tinh thần Trung Quốc nắm đằng chuôi. Mặc dù trên bề nổi khuôn mặt hợp tác quân sự, Trung Quốc-ASEAN được định hình từ công thức 2 cộng 7, nhưng về cơ bản từ năm nhân tố cũng là năm lĩnh vực hợp tác đặc trưng. Một là hợp tác xung quanh vấn đề quản lý các nguồn nước và vùng biển trong khu vực, hai là hợp tác phát triển bền vững và khai thác tài nguyên, ba là kiến tạo và quản lý xung đột, bốn là hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối các vị trí chiến lược, năm là hợp tác hỗ trợ tài chính qua các khoản vốn cho vay. Về hợp tác quản lý các nguồn vốn và vùng biển trong khu vực sẽ xoay quanh hai nhân tố chủ chốt là các hợp tác thủy chính trị trên các dòng sông mà trung quốc có lợi thế thượng nguồn như hợp tác lan thương mê công triển khai chiến lược kinh tế hòa tranh chấp mà trung quốc đang nhất quán tiến hành trên biển đông đồng vai trò lợi ích cốt lõi liên quan đến chủ quyền nên trở thành ưu tiên cấp thiết phải đạt được mục tiêu trung quốc hòa sớm nhất có thể trung quốc đã sử dụng linh hoạt nhân tố trên để gây sức ép chính trị với các quốc gia hạ nguồn các con sông lớn ở đông nam á đặc biệt là nhóm ba nước việt nam Lào, Campuchia và Nam Á tập trung vào Ấn Độ khi Trung Quốc kiểm soát thường nguồn, các dòng chảy ở sông Hằng và sông Sôley đổ vào sông Ấn. Phương thức dùng thường nguồn khống chế hạ nguồn của Trung Quốc đã tiến hành ở Nam Á có thể khái quát theo phương án tầm ăn là Tàu theo bốn bước như sau. Một là xây dựng các dự án kiểm soát dòng chính thường nguồn của các con sông lớn tạo áp lực đe dọa các nước hạ nguồn. Hai là vận động các quốc gia hạ nguồn con sông đó tham gia vào các dự án xây dựng đập thủy điện do Trung Quốc điều phối. Ba từng bước can dự để gia tăng ảnh hưởng lên các tổ chức khu vực hiện có ở hạ nguồn. Bốn thể chế hóa các cơ chế hợp tác thượng nguồn, hạ nguồn do Trung Quốc sáng lập với sự tham gia của tất cả các nước có lãnh thổ sắp với dòng chảy của con sông chung. Các bước Trung Quốc đã triển khai tính đến năm 2012, Trung Quốc đã xây dựng bảy đập thủy điện trên sông Lan Thương thượng nguồn của sông Mê và dự định xây thêm 21 đập nữa, ảnh hưởng nặng nề đến lưu lượng dòng chảy quốc tế của con sông này. Bước 2 xây dựng hai hành lang kinh tế CMJS với Myanmar và CEIC với Lào trong khuôn khổ hợp tác và đầu tư cho các dự án xây đập thủy điện khổng lồ ở Đông Nam Á trên dòng chính sông Mekong, cùng với kế hoạch mở rộng sông Mekong cho thầu thương mại 500 tấn và mục tiêu quân sự hóa sông Mekong. Bước 3 tỉnh Vân Nam tham gia vào các tổ chức hợp tác tiểu vùng. Sông Mekong mở rộng duy trì hợp tác với hội sông Mekong, điều phối thường nguồn dòng chảy chung. Bước 4, Trung Quốc chủ động đề mạnh hợp tác Mekong lan thương với các nước hạ nguồn, với tính thể chế hóa rất cao thành lập vào năm 2016. Các nước hạ nguồn Mekong nỗ lực cân bằng ảnh hưởng với các cơ chế hợp tác quốc tế đang có với Nhật Bản và Mỹ, đồng thời giữ vững nguyên tắc đặt ASEAN làm trung tâm nhân tố thứ hai và chiến lược kinh tế hóa tranh chấp của Trung Quốc, và vấn đề thể chế hóa trên Biển Đông với 4 nhiệm vụ quan trọng như sau xây dựng chính sách phối hợp đồng bộ giữa các ngành và cơ quan hành chính địa phương bên trong chính phủ mở rộng, vùng kiểm soát trên thực địa, củng cố cơ sở hạ tầng kỹ thuật về hậu cần hàng hải và thị chế hóa các hoạt động hợp tác kinh tế. Năm 2019 là thời điểm mà phía Trung Quốc có nhiều chỉ dấu đã triển khai thực hiện đồng bộ cả bốn nhóm mục tiêu kinh tế hóa này, cho thấy quyết tâm của nước này nhằm hoàn thiện thế đã rồi dài hạn trên Biển Đông hai là hợp tác phát triển bền vững và khai thác tài nguyên là nội dung thường được phía trung quốc công bố chính thức trong các tuyên bố chung hoặc chương trình hành động chung với asean nhằm mục tiêu xây dựng niềm tin và tạo thêm dư địa để gia tăng sức mạnh mềm của trung quốc trên nhiều lĩnh vực dựa trên phương thức dùng số lượng các hợp tác phát triển đa lĩnh vực để tạo niềm tin tăng cường lôi kéo asean và nâng cao chất lượng hợp tác trụ cột vốn có tính chất trung quốc hóa cụ thể là các dự án hợp tác khai thác tài nguyên chung khi cả thế giới phải tránh xa trung quốc vì chứa đựng bên trong nhiều tiệm ẩn khó lường thì mới đây để chứng minh lòng trung thành với thiên triều người đứng đầu chính phủ campuchia ông hun sen đã đến thăm trung quốc thủ tướng hun sen xin chủ tịch trung quốc tập cận bình cho phép ông đến những nơi mà không ai dám đến ông còn tuyên bố trung quốc là nước an toàn nhất trên thế giới các nhà lãnh đạo trung quốc biết nhìn xa trông rộng nên không có gì phải lo lắng khi đến trung quốc Cụ thể, Thủ tướng Campuchia đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh. Ông đã trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ khi bệnh dịch bùng nổ tại đây. Ông Hun Sen có ngợi ý với Chủ tịch Tập muốn thăm 27 du học sinh Campuchia tại thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên, một ngày sau đó, phía Trung Quốc đã từ chối và thông báo sẽ tiếp đái ông tại Bắc Kinh. Ông Hun Sen từng tuyên bố mạnh mẽ, tôi đã liều cả mạng sống này để cứu đất nước, dân tộc thì giá gì truyền đến Vũ Hán và gặp các sinh viên Campuchia ở đó. Ông được truyền thông Trung Quốc hết lời ca ngợi bằng những từ ngữ trung thành và hoàn nạn thầy chân tình. Ông tập nói với ông Hussein, trong thời khắc đặc biệt này, nhân dân Campuchia đã đứng bên cạnh chúng tôi. Trong những năm tới, Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao chặt chẽ với Campuchia, làm tốt kế hoạch hành động cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Campuchia, đưa quan hệ song phương tiến lên tầm cao mới. Khi Trung Quốc gặp khó khăn, nhân dân Campuchia cùng nhân dân Trung Quốc kiên định đứng cạnh nhau, cùng chung hoàn nạn, cùng vượt qua khó khăn chính là bằng hữu sắt thép thực thụ, ông Hun Sen nói. Khi trả lời một số nhà báo đặt câu hỏi với ông nguyên nhân lý do gì mà ông đến Trung Quốc vào thời điểm khó khăn, nguy hiểm mà Trung Quốc đang phải gánh chịu, Thủ tướng Hun Sen đáp lời ngay mà không cần do dự ông nói trung quốc được ví như quê hương của tôi từ lâu rồi đảng nhà nước và nhân dân trung quốc đã giúp đỡ chia sẻ khó khăn với nhân dân campuchia trong những thời kỳ đen tối nhất của lịch sử người dân campuchia chúng tôi luôn ghi nhớ công ơn này theo thời báo hoàn cầu và nhân dân nhật báo thuộc cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản trung quốc có bài xã luận khen ngợi thủ tướng hun sen có đủ tài năng trí tuệ tiếp tục lãnh đạo đất nước campuchia đi đúng định hướng mà thủ tướng đã nhiều lần cam kết với trung quốc Trung Quốc luôn bảo vệ và ủng hộ đường lối lãnh đạo đúng đắn của Thủ tướng trong quá khứ cũng như trong tương lai. Hãng thông tin AP có phỏng vấn một số nhà bình luận chính trị về những động thái bất ngờ mà Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đến thăm Trung Quốc vào thời điểm nhạy cảm này. Theo giới quan sát vào năm 2018, nhờ Trung Quốc can thiệp ở bên trong mà Thủ tướng Hun Sen tiếp tục giành thắng lợi thêm một nhiệm kỳ Thủ tướng nữa để tỏ lòng trung thành với Trung Quốc trong thời điểm không ai giảm điền Trung Quốc. Ông đã đích thân đến chứng minh lòng trung thành tuyệt đối của ông với Trung Quốc. Ông đảm nhiệm chức vụ từ năm 1985 đến năm 1993 và là đồng thủ tướng từ năm 1993 đến năm 1998. Ông được bầu làm thủ tướng vào năm 1998. Hun Sen là thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Campuchia. Tính đến thời điểm này, ông đã cầm quyền được 35 năm, theo báo Spomping Post ông Hussein đưa ra tuyên bố trên trong cuộc tiếp xúc với người dân hôm thứ Hai. Tôi từng tuyên bố tôi sẽ tiếp tục làm thủ tướng thêm ít nhất 10 năm nữa, dựa trên tính toán cho hai nhiệm kỳ. Năm 2028 tôi sẽ về hưu, Thủ tướng Campuchia phát biểu. Với dứt lời ông bổ sung thêm, thậm chí có thể lâu hơn, mục tiêu là trở thành quốc gia có thu nhập trên trung bình đến năm 2030. Thời điểm đó tôi có thể vẫn còn đủ năng lực. Tiếp lời ông Hussein, Chuyển sang cảm ơn khán giả vì đã chúc ông hạnh phúc và trường thọ. Nhưng ông đề nghị thay vì chúc như vậy, họ nên trao cho ông là phiếu. Trong buổi hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, nhiều vấn đề đã được hai bên bàn thảo, quan trọng nhất là quân sự và kinh tế. Trung Quốc cam kết sẽ viện trợ không hoàn lại và giúp đỡ Campuchia phát triển kinh tế đứng đầu Đông Nam Á trong thời gian tới. Về quân sự, sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc phòng. Trung Quốc chịu trách nhiệm huấn luyện và trang bị thiết bị quân sự cho Campuchia để mạnh xây dựng các khu căn cứ quân sự dọc biên giới Đông Nam. Đáp lại thiện chí này, Thủ tướng Hun Sen cam kết ủng hộ Trung Quốc ở Biển Đông, sớm hoàn thiện tuyên bố chung về Biển Đông, ủng hộ Trung Quốc đàm phán song phương với từng nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông, phản đội khối ASEAN ra tuyên bố chung trong các kỳ họp của khối. Quan điểm của Campuchia luôn ủng hộ chủ quyền, đường chín đoạn trên Biển Đông là của Trung Quốc từ lâu đời. Mục đích của Trung Quốc muốn biến Campuchia thành tiền đồn quân sự chống Việt Nam. Nhiều chuyên gia quân sự đang nghi ngờ Trung Quốc muốn sử dụng Campuchia như là một tiền đồn quân sự quan trọng. Mới đây, Trung Quốc đầu tiên xây dựng ở khu rừng rậm nhiệt đới xa xôi của Campuchia, một sân bay quốc tế và một cảng nước sâu đủ để chứa tàu chiến. Đó là sân bay Dara đang được nhà thầu Trung Quốc xây tại một khu rừng rậm hoang sơ ở tây nam Campuchia theo hướng ra biển. Khi được hoàn thành sân bay quốc tế Darasco ở tỉnh Khok Kong sẽ có đường băng dài nhất Campuchia, cách đó không xa theo tin từ các quan chức quân đội Mỹ. Cũng trên bờ biển Darasco, Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận độc quyền mở rộng căn cứ hải quân chim trong vòng 30 năm. Các công ty Trung Quốc phụ trách xây cảng và sân bay kể trên lẫn chính quyền Bắc Kinh khẳng định chúng chỉ phục vụ mục đích dân sự. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ hoài nghi và quan ngại rằng Bắc Kinh đang có kế hoạch biến quốc gia Đông Nam Á này thành một tiền đồn quân sự riêng mình, cũng giống như cách họ dựng căn cứ đầu tiên ở châu Phi. Tại sao Trung Quốc lại muốn xây đường băng giữa rừng rậm? Công trình này sẽ giúp Trung Quốc phát huy sức mạnh không quân ra toàn khu vực, làm thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Sophia, nhà khoa học chính trị đại đại học phương Tây Ở Los Angeles, Mỹ nhận định với tờ New York Times, trong khi đó, ông Ray Isburn, phát ngôn viên Lầu Nam Góc cho biết, Chúng tôi lo ngại rằng đường băng và các cơ sở hạ tầng bến cảng ở Darasco đang được xây dựng nhằm phục vụ mục đích quân sự, với quy mô của nó vượt xa nhu cầu hạ tầng cho hoạt động thương mại cả ở hiện tại và tương lai. Thủ tướng Campuchia Hun Sen luôn phủ nhận sự hiện diện của quân đội Trung Quốc ở Campuchia. Tuy nhiên, những thông tin mà tình báo Mỹ đang nắm giữ dường như trái ngược với điều đó. Theo dự thảo mật ước mà Mỹ có trong tay, khi Trung Quốc được sử dụng căn cứ Rim trong 30 năm và sau đó mỗi 10 năm thỏa thuận sẽ được tự động gia hạn. Trong thời gian này Trung Quốc có toàn quyền đưa binh sĩ trừ vũ khí và điều tàu chiến ra vào cảng này. Những động thái này tương ứng với mối quan hệ quân sự ngày càng khăng khít giữa Campuchia và Trung Quốc. Hai năm trước quân đội Campuchia hủy các cuộc tập trận chung với Mỹ và bắt đầu các cuộc tập trận chung với Trung Quốc. Gần đây Thủ tướng Hun Sen cũng tuyên bố ông đã chi 240 triệu USD mua vũ khí Trung Quốc. Nếu những thông tin về mật ước cho Trung Quốc duy trì khí tài trên đất Campuchia là đúng, đây sẽ là căn cứ đầu tiên của Trung Quốc trong vùng Đông Nam Á. Và vị trí chiến lược quan trọng này sẽ củng cố tham vọng bành trướng ở Biển Đông của Bắc Kinh trước những động thái trên của Trung Quốc. Giáo sư Chofan Air, một nhà khoa học chính trị, chuyên gia về kinh tế chính trị, ngoại giao và các vấn đề quốc tế nhận định, Việt Nam và Đài Loan nên lo lắng là đúng, bởi vì những bước hành động mới nhất Trung Quốc rõ ràng đã vươn ra và phóng sức mạnh quân sự của mình sâu vào lãnh thổ Campuchia, sát với Việt Nam và đồng thời Bắc Kinh không bao giờ từ bỏ ý định thâu tóm Đài Loan, kể cả bằng vũ lực. Mà không những chỉ có Việt Nam và Đài Loan phải lo, mà tất cả các nước khác cũng nên lo ngại, kể cả và nhất là người Campuchia. Thủ tướng Hussein nghi ngờ Việt Nam sau khi lộ tin cựu đối lập đi đêm với Hà Nội. Thủ tướng Campuchia đặt câu hỏi về lòng trung thành của đồng minh lâu năm Việt Nam sau khi có thông tin cựu lãnh đạo đảng đối lập Sam Rainsy từng bị mất đàm phán với một cựu bộ trưởng ngoại giao Việt Nam tại hội nghị thường định giữa ASEAN với Australia, ông Hun Sen nói ông sẽ yêu cầu lãnh đạo Việt Nam cung cấp thông tin về việc này. Truyền thông Campuchia cho biết Thủ tướng Hun Sen đưa ra những phát biểu có phần giận dữ trên khi tham dự lễ khánh thành cầu Kompong Kham hôm thứ Tư. Ông Hun Sen nói các cuộc họp đều có ghi lại biên bản và ông sẽ tìm cách có được biên bản trên để tìm hiểu, về cuộc đàm phán bí mật giữa cựu lãnh đạo đối lập Jensi và Ngoại trưởng Việt Nam. Nếu đồng minh Việt Nam thực sự trung thực với tôi, tôi sẽ yêu cầu cung cấp biên bản cuộc họp, Fresh News dẫn lời Thủ tướng Campuchia nói. Trước đó, một tài khoản Facebook đã đăng ba tấm ảnh chụp cựu lãnh đạo Rem Semri của Đảng Cứu Quốc Campuchia, bí mật đàm phán về vấn đề biên giới với Bộ trưởng Ngoại giao và các nhà ngoại giao cao cấp của Việt Nam tại Hà Nội và Tây Ninh vào năm 2003-2004. Theo thông tin từ tài khoản trên, ông Sam Rensi đã đồng ý với đề xuất của Việt Nam về một số vấn đề dọc theo biên giới Campuchia-Việt Nam mà trước đó đã bị Thủ tướng Hun Sen phản đối. Tại sao anh lại đàm phán bí mật? Anh xúc phạm tôi giống như một con trối của Việt Nam à? Phong Bình Boss dẫn lời chất vấn của ông Hun Sen. Thủ tướng Campuchia nói cựu lãnh đạo Rensi đã hứa sẽ cấp quyền công dân cho những người Campuchia gốc Việt ở nước này, điều mà ông Hun Sen phản đối tôi sẽ hỏi người bạn Việt Nam của chúng ta xem liệu họ có thực sự trung thực với tôi và Campuchia hay không. Ông Hun Sen nói thêm, tuần trước ông Renzi bị các quan chức chính quyền Campuchia buộc tội phản quốc với một video năm 2013 cho thấy ông cam kết sẽ cho người thưởng sống ở các tỉnh Đông Bắc Campuchia một mức độ tự trị nhất định. Anh muốn cắt bỏ bốn tỉnh ư, ừ, không phải là chuyện nhỏ. Thủ tướng Campuchia nói trong bài phát biểu vừa qua, anh buộc tội Hun Sen cắt đất dân Việt Nam nhưng bây giờ chúng tôi đã thấy bộ mặt thật của anh. Sự kiện này được đánh giá là chỉ dấu cho thấy sự đảo ngược vai trò của Thủ tướng Hun Sen và kẻ thù chính trị lâu năm của ông khi chính quyền Hun Sen vốn do Hà Nội giúp lập nên và hai bên có mối quan hệ nồng ấm trong nhiều năm qua. Trong khi cựu lãnh đạo Rensi ngược lại, thường có những phát biểu chống Việt Nam, đại diện của Đại sứ quán Việt Nam và ông Rensi đều không trả lời yêu cầu bình luận của Pompeo Boss về vụ việc này. Thủ tướng Campuchia giải triển khai quân nếu thủ lĩnh phe đối lập về nước. Hôm nay, Thủ tướng Campuchia dọa sẽ triển khai quân đội nếu các nhà lãnh đạo và những người ủng hộ đảng đối lập chính trở lại và thắng tới trong một diễn biến mà ông coi là một âm mưu đạo chính, theo Reuters. Trước đó, ông Sam người sáng lập đảng cứu nguy quốc gia Campuchia bị giải thể, hiện sống lưu vong ở nước ngoài, tuyên bố sẽ trở lại về Campuchia trong thời gian tới. Trong ít nhất 30 nhà hoạt động thuộc đảng từng do ông lãnh đạo đã bị bắt giữ trong năm nay và bị chính quyền Hussein buộc tội có âm mưu lật đội chính quyền. Trong một buổi lễ tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen nói rằng sự trở lại của ông Rensi sẽ là một sự xâm phạm bởi các lực lượng tìm cách lật đổ chính phủ của ông. Ông Rensi từng kêu gọi một cuộc nổi dậy chống lại ông Hun Sen, một nhà lãnh đạo lâu năm của Campuchia. Ông Hun Sen nói rằng nếu các nhà lãnh đạo phe đối lập và những người ủng hộ trở lại, những tuyên bố như vậy có nghĩa là quân đội phải bắt đầu triển khai và sử dụng các loại vũ khí. Tấn công bất cứ nơi nào họ bị phát hiện, không cần phải chờ lệnh bắt giữ hay không, ông nói những người ủng hộ cũng sẽ bị bắt bất cứ khi nào họ bị phát hiện ông renzi cho reuters biết rằng việc tìm cách lật đổ ông hun sen là hợp pháp vì đảng cnrb đã bị giải thể và ông hun sen không sẵn sàng tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng trong tương lai Nội dậy là lựa chọn duy nhất còn lại cho các nhà dân chủ campuchia để mang lại một sự thay đổi dân chủ ông renzi nói với reuters qua email Ông Recy cho biết ông sẽ trở lại Campuchia sau 5 năm sống lưu vong ở Pháp sau khi bị kết án hình sự. Vì tội phi bán với án phạt 1 triệu đô la, ông cũng phải đối mặt với án tù 5 năm trong một vụ án khác. Bản tin của chúng tôi xin phép được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức.